Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Và trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái về đêm quý vị. Em đang đứng ngay vị trí này, phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đây là một cái dự án sắp hoàn thành rồi quý vị. Dự án này là bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang. Dạ, đây là những hình ảnh của bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang nằm ở khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái quý vị. Dạ. Trên con đường này là con đường số 20. Ở phía ngoài kia là quý vị đi thẳng ra thì sẽ ra giao lại với con đường đại lộ Quảng Nguyên Giáp. Dạ. Đi thẳng qua bên kia thì sẽ là khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, còn bên này là khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái nằm trên con đường số 20. Thì từ ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ của con đường đại lộ Quảng Giáp, rẽ bên tay phải hướng từ Diên Khánh đi xuống thì cô chú chị bạn sẽ vào con đường số 20 này. Ngay vị trí này là dự án bệnh viện đa khoa thành phố, công trình cũng sắp xong rồi vậy. Dự án bệnh viện này nó nằm ở đây thì rất là yên tĩnh và nó sẽ đỡ tắc nghẽn giao thông so với bệnh viện đa khoa của tỉnh. Ngay vị trí này là góc số 20 của số 20 và số 9 của khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái vậy. Ngay góc đây là số 20 và số 9 rồi vậy. Và em giới thiệu cho cô chú anh chị bạn đây là một cái quán cà phê Luxury Coffee nằm ngay góc này luôn, cũng khá là đẹp. Ở đây thì yên tĩnh. Phía trước của quán, con đường 20 này nó cũng khá là rộng vậy. Quán thì có khuôn viên bên ngoài. Quán mình mở lâu chưa vậy anh? Phải trương được 8 ngày rồi hả? Dạ. Quán đẹp vậy, thiết kế nhìn rất là sang trọng nha. Đây, bên trong, vào bên trong máy lạnh, ngồi hoài thoáng mát này. Ghế bằng gỗ nè, bàn ghế bằng gỗ. Con đường số 20 này rất rộng vậy. Luxury Coffee, khu đô thị Mỹ Gia. Dạ, em đang hút thuốc anh, để chúc em vô sau nha. Ngồi ghế đây rất êm vậy. Ngồi sướng quá ha. Rồi có những cái ghế lồng như này. Xin chào. Quán mới mở được 8 ngày mới khai trương. Vô bên trong cũng rộng lắm rồi. Có cả cờ vua để chơi nữa này. Bàn ghế gỗ ngồi rất là thoải mái, bên trong là ghế mây này, ghế mây, ghế nhựa. Đây, mở nhạc. Trời, hôm nay ai xin hết ta. Rồi, toàn người mẫu không à quý vị ơi. Ai xin gái hết trơn. Ở đây chỉ có một người đẹp trai nhất thôi. Đây có tiệc sinh nhật mấy em hàng xóm. À không phải sinh nhật hả? Nhầm. Nay tiệc kỷ niệm vậy. Tiệc kỷ niệm. À.
đây được ạ. À, gỗ hả? À, ghế gỗ. À, bên trong rồi. Rồi lấy bánh ra quay bánh luôn nha. À, không muốn công khai đúng không? Đây là cái quán Luxury Coffee nằm ngay góc đường số 9 và đường số 20 của khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái vậy. Quán vừa mới khai trương được 8 ngày. Có những cái dây xích đu như thế này, có thể ngồi chơi. Bên vỉa hè cũng rất là thoải mái. Đây này, biết luôn. Em hy vọng thế. Đó là cái tâm của em. Quán nhìn cũng nhẹ nhàng thôi. Đẹp, cảnh đẹp. Lấy số điện thoại luôn. Quán nằm ở vị trí này rất là thoáng, xung quanh rất là thoáng luôn. Góc này là hai mặt tiền đường số 20 và mặt tiền đường số 9. Phía trước là dự án bệnh viện đa khoa của thành phố. Trang trí những chậu xương rồng rất đẹp này. Hai bên đi vào. Bàn ghế bằng gỗ ngồi rất là chắc chắn, và cũng có một số bộ bàn ghế là ngồi bằng nệm nữa vậy.
Những ai ngồi thích ngồi bên ngoài thì ngồi khu vực của hành lang đây, hai bên hành lang thì nó thoáng mát hơn. Còn những ai thích vào bên trong yên tĩnh thì có thể đây là bên trong đây. Bên trong quán ở chỗ này có một cái chậu hoa màu vàng rực luôn. Đèn màu vàng rất là nhẹ nhàng, không có sáng lắm. Luxury Coffee. Bên trong là phòng máy lạnh luôn, ngồi cũng mát thoáng. Trong thì máy lạnh nó mát hơn, ngồi quạt. Giá ở đây như thế nào? 25 đến 40 ngàn một ly. Thì ly này khoảng nhiêu ta? Cam à? Cam ép 30 ngàn. Cà phê nhiêu vậy? Cà phê 26, cà phê sữa 28. Phê đen 26, phê sữa 28. Nói chung cái giá thì nó cũng nó giống như một số cái quán khác thôi. Đây ly nước cam mà chính chủ quán làm luôn. Phía ngoài là con đường. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị bạn đã xem video nha. Mến chào cô chú chị bạn.